Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa các bạn tham quan một căn biệt thự tân lập tuyệt đẹp có diện tích 300m² tại dự án Sunrise Nhà Bè. Đây là một không gian sống lý tưởng không chỉ về thiết kế sang trọng mà còn về vị trí đắc địa với công viên ngay sau nhà. Với diện tích đất lên đến hơn 300m², một điểm đặc biệt là phía sau căn biệt thự là một công viên xanh mát tạo nên một không gian sống thoáng đãng và yên bình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá thiết kế ngoại thất của căn biệt thự được thiết kế với những đường nét tinh tế, sang trọng, mặt tiền rộng rãi, cửa kính lớn giúp căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Một điều đặc biệt về căn biệt thự này là nội thất bên trong sẽ được bàn giao thô. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ, cho phép họ tùy chỉnh và thiết kế không gian nội thất theo phong cách và sở thích của riêng mình. Tự do thiết kế, gia chủ có thể tự do chọn vật liệu, màu sắc, phong cách nội thất mà họ yêu thích. Tiết kiệm chi phí, có thể tiết kiệm chi phí bằng cách lựa chọn những vật liệu phù hợp với ngân sách và tối ưu hóa không gian, tự do bố trí, sắp xếp các phòng theo nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Không gian tầng trệt, phòng khách được thiết kế thông tầng, giúp mở rộng không gian làm cho căn nhà trở nên rộng rãi và sang trọng hơn, có khu vực gara để xe trong nhà. Và ngoài những tiện ích như bên trong căn biệt thự, thì cư dân còn được hưởng lợi từ các tiện ích xung quanh dự án như là trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí hay là công viên xanh rộng lớn. Như vậy thì quý anh chị đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về dự án bất động sản hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.